Những loài côn trùng nhỏ nhưng cực độc gặp là phải tránh xa. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Top Bí ẩn ngày hôm nay. Thế giới muôn loài thực sự đa dạng với muôn loài chủng loài sinh vật khác nhau, từ to lớn vĩ đại như loài voi, cá voi xanh hay bé tí ti như những loài kiến. Mỗi loài sinh vật mang một ý nghĩa khác nhau trong hệ sinh thái của chúng ta. Hôm nay, Top Bí ẩn sẽ mang đến cho các bạn những loài động vật tuy nhỏ nhưng lại làm nên chuyện bởi chính nọc độc của nó. Hãy cùng Top Bí ẩn tìm hiểu qua 10 loài động vật côn trùng nhỏ nhưng cực độc, gặp là phải tránh xa ngay nhé. 1. Ruồi cc. Cái tên đầu tiên trong danh sách đó chính là ruồi cc. Dành cho các bạn chưa biết về loài côn trùng này thì ruồi cc, tên khoa học là Glossina, là một loài côn trùng hút máu và truyền bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Nơi sinh sống lý tưởng của chúng là tại vùng nhiệt đới châu Phi và truyền bệnh ngủ. Nghe bệnh ngủ cảm thấy thật thoải mái đúng không nào? Nhưng thực chất, đây là loài bệnh nguy hiểm nhất nơi đây đối với con người và động vật đấy. Số là khi bị loài ruồi này đốt, nạn nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu nghiêm trọng, mệt mỏi, sốt, sưng tấy, nói lắp, động kinh, sau đó là buồn ngủ và hôn mê sâu. Bây giờ anh em đã thấy được mức độ nghiêm trọng chưa? Trầm trọng hơn, căn bệnh này sẽ gây tử vong nếu các nạn nhân không được cứu chữa kịp thời. Nguy hiểm đến là như vậy, nhưng loài ruồi này lại là một chu kỳ sinh sản, đều đặn cứ 4 lần trong 1 năm và tuổi thọ của chúng lại có thể kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng. Loài này hút máu và truyền trùng Gymnosoma vào cơ thể nạn nhân mỗi ngày, ảnh hưởng tới gần nửa triệu người dân của 36 nước châu Phi mỗi năm. 2. Ong bắp cày khổng lồ châu Á. Nhân vật thứ hai trong danh sách này chính là loài ong bắp cày khổng lồ châu Á. Nghe đến tên của con vật này, bạn cảm thấy thật quen phải không? Nó đã xuất hiện khá nhiều lần trong những bộ phim của Hollywood với tư cách là một vũ khí công dụng đó. Với kích thước khổng lồ, to gần bằng một ngón tay cái, động vật kinh dị này có kích thước sải cánh của chúng lớn hơn một số loài chim ruồi. Loài này khi bay đạt vận tốc 40 km/h và có thể bay nhanh hơn khi chúng di chuyển theo đàn. Tớ bí ẩn đang tự hỏi, ai đó lọt vào vòng vây đuổi của đàn ong này, không biết số phận của họ sẽ như thế nào nữa. Và sự thật là ong bắp cày khổng lồ châu Á, còn gọi là ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản này, là nguyên nhân của hàng loạt trường hợp tử vong tại đất nước mặt trời mọc mỗi năm. Thật kinh khủng có phải không? Để các bạn có hình dung rõ nét về mức độ kinh khủng của loài vật này, thì voi của loài ong này dài 6,35 mm. Nọc của chúng chứa acetylcholine liều cao và một loại enzyme hòa tan các mô tế bào của con người, tấn công vào hệ thần kinh, làm tổn thương các mô của nạn nhân, gây ra đau đớn tột bậc và đe dọa tính mạng nếu không được chữa trị kịp thời. Một vết cắn của loài ong này cũng đủ giết chết một người đàn ông trưởng thành. Hơn thế nữa, nọc của chúng tiết ra một mùi đặc trưng và thu hút các con khác tới tấn công nạn nhân. Tới đây chỉ nghĩ thôi, Top Bí ẩn đã rợn sống lưng rồi. Có bạn nào đã từng chứng kiến loài ong bắp cày này rồi thì hãy cùng bình luận ở dưới để chia sẻ trải nghiệm cùng Top Bí ẩn nhé. 3. Sứa hộp. Loài vật thứ 3 trong danh sách này là một loài sinh vật sống ở môi trường nước. Các bạn đã có hình dung nào về những xác thủ giết người ở dưới nước chưa? Là cá mập sao? Không phải đâu, với kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với cá mập, nhưng mức độ nguy hiểm thì kinh khủng hơn nhiều, đó chính là loài sứa hộp. Khác với những loài hung tợn khác, ở dưới nước như cá mập, làm tổn thương đối phương bằng hình thù to lớn và bộ hàm khổng lồ, loài sứa hộp là sinh vật biển giết người bằng những tua độc. Người ta có thể lầm tưởng sinh vật bé nhỏ và mỏng manh này là loài vô hại. Nhưng thực tế, độc tố của loài sinh vật này là thuộc loại mạnh nhất thế giới. Một nhát cắn của nó cũng có thể giết chết người. Sau khi thâm nhập vào cơ thể, nọc độc sẽ tấn công và gây tê liệt thần kinh của nạn nhân trong vòng vài phút. Thậm chí, nhiều người biết bơi đã chết đuối trước khi kịp vào bờ. Loài sứa này ăn cá và bơi khá nhanh. Chúng hoạt động vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Nghe cứ như phim kinh dị vậy cả nhà.
nhện lang thang Brazil. Ở đây có bạn nào sợ nhện như tối bí ẩn không? Loài vật thứ tư trong danh sách này cuối cùng cũng có tên là một loài nhện đấy. Và khi đề cập đến các loài nhện đáng sợ, người ta thường nhắc đến quá phụ đen và nhện nâu ẩn giật có đúng không? Nhưng thực sự, loài nhện lang thang Brazil mới là loài nhện độc nhất thế giới. Tên khoa học của loài nhện đáng sợ này là Ponotria, hay còn gọi là nhện chuối. Chúng khá nhỏ so với loài nhện khác, ít di chuyển và kiếm mồi vào ban đêm. Điều kinh khủng nhất ở đây là nọc của nhện chuối, là loại độc ảnh hưởng tới hệ thần kinh mạnh nhất trong họ nhà nhện. Khi bị cắn, chất độc nhanh chóng tấn công hệ thống canxi trong hệ thần kinh, đảm nhiệm chức năng kiểm soát cơ và hô hấp, khiến nạn nhân ngạt thở đến chết. Chỉ với 0,006mg nọc đã có thể giết chết một con chuột. Loài nhện này rất hung hăng và sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của chúng. Cả nhà hãy ghi nhớ kỹ hình thù của loài nhện này mà đừng bao giờ bén mảng lại gần nơi ở của chúng. Độc phi tiêu vàng. Như ông bà ta vẫn thường nói, càng đẹp là càng độc cả nhà. Câu nói đó áp dụng chính xác là loài ếch độc phi tiêu vàng này. Ếch độc phi tiêu vàng, tên khoa học là Phyllobates terribilis, là một loài ếch phi tiêu độc sống ở bờ biển Thái Bình Dương của Colombia. Loài này thường sống trong rừng mưa nhiệt đới, nơi độ ẩm cao và sống thành bầy. Trên lớp da vàng óng của loài sinh vật lưỡng cư bé nhỏ này chứa một loại kịch độc với liều lượng đủ để giết chết 10 người trưởng thành. Chất độc này thấm qua da, tấn công nhanh vào hệ thần kinh, khiến nạn nhân đau đớn, co giật, sốt và tê liệt. Sáu, ốc nón. Loài ốc nón xinh đẹp này nhìn có vẻ chậm chạp, thực chất là một loài ốc biển cực độc có tên khoa học là Conos giraffus. Kích thước của ốc nón dài khoảng 10-15cm. Chúng sở hữu một loại chất độc phức tạp và là loại độc tố mạnh nhất thế giới. Chất độc này khiến nạn nhân dính phải, run rẩy lẩy bẩy, tê liệt chân tay, mắt mờ đi và ngừng thở sau vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, loài ốc này chỉ sử dụng chất độc để tự vệ và săn mồi, chứ không chủ động tấn công. Bảy, muỗi. Các bạn có thấy thắc mắc tại sao một loài nhỏ bé như vậy, một loài mà người ta có thể giết chết ngay chỉ nhờ một cú đập, vậy mà chúng lại có mặt trong danh sách này cùng với những con vật đáng sợ ở trên? Lý do ư? Theo thống kê thì muỗi chính là loài động vật gây ra cái chết cho 3 triệu người chết mỗi năm. Đúng vậy, tớ bí ẩn không nhầm lẫn, đó là 3 triệu nạn nhân của loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh này. 3 triệu là con số của bệnh nhân ở châu Phi bị lây nhiễm bệnh có nguồn gốc nguyên nhân từ những con muỗi. Thực ra, bản thân của những con muỗi thì không có độc, nhưng vấn đề nằm ở chỗ những con ký sinh trùng có trong nước bọt của muỗi. Khi chúng chích, mang theo những loài ký sinh trùng này truyền vào máu nạn nhân, gây ra những bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết. Theo nghiên cứu thì những con mang theo mầm bệnh thì thường tấn công con người vào ban đêm, và điều đặc biệt là chỉ những con muỗi cái mới tấn công con người. Còn những con muỗi đực thì chỉ sinh sống bằng mật hoa lá thôi, hoàn toàn vô hại. Từ câu chuyện này, các bạn có rút ra được bài học nào về phụ nữ và đàn ông cho mình không? Tớ bí ẩn cũng xin được kết thúc video của chúng ta hôm nay tại đây. Các anh em đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh nếu cảm thấy video bổ ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.